Trước tiên tôi xin được chào đón quý ông bà và anh chị em tới ngôi thánh đường để cùng hiệp dâng thánh lễ cho linh hồn Phaolô. Quý ông bà và anh chị em cũng biết trong mùa đại dịch có những luật lệ chúng ta cần phải tuân theo tiểu bang cũng như là Bộ Y tế cũng như là Tòa Tổng Giám mục. Nên vì vậy có một vài cái tôi muốn nói với quý ông bà và anh chị em trước khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để chúng ta cùng tuân giữ các lệ luật. Thứ nhất là mong rằng quý ông bà và anh chị em trước khi tới tham dự thánh lễ này đã check sức khỏe, thấy chúng ta được khỏe, không ai bị đau yếu. Thứ nhất. Thứ hai, trước khi chúng ta tới ngôi thánh đường, ở ngoài có một cái bảng ghi danh. Xin quý ông bà và anh chị em cố gắng ghi danh số điện thoại để những gì xảy ra, chẳng hạn trong thánh lễ này thì có ai bị dịch hay làm sao, có gì thì họ sẽ liên lạc tới quý ông bà và anh chị em để biết. Đó là những tin tại sao chúng ta cần phải ghi danh, ghi số điện thoại để chúng ta liên lạc. Thứ ba nữa là xin quý ông bà và anh chị em khi ngồi vô trong ngôi thánh đường, nếu mà chúng ta cùng trong một gia đình thì chúng ta ngồi chung với nhau được. Còn nếu không là chúng ta khác gia đình thì trong khoảng cách 6 feet, tức là từ người này qua người kia là phải 6 feet. Cũng như từ tôi tới quý ông bà và anh chị em là người presider tới congregation là 12 feet. Cũng như là từ ca đoàn hát thì sẽ phải là 30 feet. Nên vì vậy, vì lý do này nên tất cả những năm tháng vừa qua, tất cả các thánh lễ chúng ta không có một chuyện gì xảy ra. Đó là vì chúng ta tôn trọng nhau, yêu mến nhau. Nên vì vậy trước tiên tôi xin được nói một vài tin rất quan trọng đó. Rồi quý ông bà và anh chị em cũng thấy trong thánh lễ an táng hôm nay, chúng ta không thấy có là cái khăn tràng trên quan tài. Vì chúng ta sử dụng khăn quàng, chúng ta chỉ được sử dụng một lần, không được phát ra những tài liệu ai đụng vô là không được phát cho người khác. Nên vì vậy, quý ông bà và anh chị em thấy trên quan tài không có bông, cũng không có, cũng như là cái pho, là cái khăn trên quan tài. Một vài tin tôi xin quý ông bà và anh chị em cố gắng cùng đồng hành với tôi, giúp tôi để chúng ta trong giáo xứ nhỏ bé không có người hướng dẫn. Khi quý ông bà và anh chị em thấy là trong cái ghế nó có một cái bảng xanh xanh trên đó, thì chúng ta đó là những chỗ mà chúng ta tới ngồi, có người hướng dẫn vô, hướng dẫn ra. Trước khi chúng ta dùng ngôi thánh đường này, chúng ta phải khử trùng. Nên sáng nay tôi biết gia đình bận rộn mọi người, nên tối hôm qua tôi phải có người tới để làm công việc đó. Sau thánh lễ, chúng ta cũng phải có người khử trùng các bàn ghế trước khi chúng ta dùng các service khác. Nên vì vậy, xin quý ông bà và anh chị em thông cảm trong mùa đại dịch này. Nên xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Phaolô đã được Chúa gọi về trong gia đình đang than khóc, những người thân yêu, cũng như trước khi chúng ta cử hành thánh lễ. Xin quý ông bà và anh chị em xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên cộng đoàn giáo xứ để chúng ta tiếp tục hướng dẫn cũng như đồng hành với những người cần sự giúp đỡ cũng như của chúng ta. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Kính thưa cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, xin thay mặt cho tang quyến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một lời chào tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Sự hiện diện trong thánh đường ngày hôm nay và tất cả những quý vị đã dành một chút thời giờ để tham dự cái nghi thức và thánh lễ sau cùng để tiễn đưa ông Phaolô, Phạm Ngọc Thấp, Phạm Tấn Thấp đến nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, nghĩa tử là nghĩa tận. Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên lòng sùng kính, ưu ái và chia sẻ đối với một người thân mới qua đời.
Hy vọng đó cũng là những ngọn lửa có thể sưởi ấm và làm dịu một phần nào những đau thương trong lòng gia đình tang quyến bây giờ trong lúc khó khăn này. Giờ đây, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời một vị đại diện của tang quyến để lên để chia sẻ với cộng đoàn về ông Phêrô Phạm Tấn Thập. Xin thay mặt gia đình xin sơ lược tiểu sử. Ba con là Phạm Tấn Thập. Ông Phạm Tấn Thập sinh năm 1932 tại làng Xuân Đài, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là người trai út trong gia đình 11 con. Thân phụ là ông Phạm Tấn Thập là ông Phạm Tấn Trước và bà Huỳnh Thị Thỏa. Lên năm 12 tuổi, ông mồ côi cha lẫn mẹ. Ông đành chuyển về làng Chợ Gò Di Xuyên, Quảng Nam, được người chị ruột đồng bọc và nuôi dưỡng. Đến năm 1953, ông lập gia đình với bà Lê Thị Trực và sanh được 4 người con. Vào năm 1959, ông và cả gia đình được rửa tội và gia nhập đạo Công giáo. Đến năm 63, khi đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, ông bị đi tù. Một năm sau, được thả ra, ông về sống ở giáo xứ Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam. Do chiến tranh nên ông di tản ra giáo xứ Thanh Đức, Đà Nẵng và sanh thêm được 5 người con tại đây. Ngày 30 tháng 3 năm 1975, ông và gia đình di tản vào Sài Gòn. Sau ngày mất nước 30 tháng 4, ông bị bắt, bị biệt giam, đi tù cải tạo đến năm 1983. Ông được thả về và sống tại vùng kinh tế mới xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1994, ông và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận theo diện HO đến định cư tại Tacoma, Washington State. Tuổi đã cao và nhiều lần phải nhập viện và được các cha sức giàu. Với niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, ông đã kiên trì đấu tranh với bệnh tật để sống. Nhưng với tuổi cao sức yếu, ông đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 6 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 88 tuổi. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ Maria mà ông hết lòng sùng kính và các thánh, xin thương đón nhận linh hồn Phaolô vào nước Ngài. Amen. Chân thành cảm ơn gia đình đã chia sẻ lịch sử cũng như những gì chúng ta nghe qua nơi linh hồn Phaolô chúng ta sửa soạn mừng dân thánh lễ. Xin quý ông bà và anh chị em hướng về giếng rửa tội để chúng ta chào đón linh cữu cũng như linh hồn Phaolô trong thánh lễ an táng này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Xin Chúa làm phép thi thể của ông Phaolô Phạm Tấn Thập với nước thánh
nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phaolô viết: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là chịu phép rửa trong sự chết của Người, và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là Phaolô đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Ngài lại đến. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em cùng hiệp dâng với chúng ta trong bài hát mở đầu thánh lễ. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khiêm tốn này, xin lòng từ bi Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là Phaolô mà Chúa đã cất khỏi đời này, được vào nơi ánh sáng và bình an, và được thông phần vinh quang với các thánh, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã hiến thân chịu chết để chúng con được cứu độ và vượt qua sự chết mà tới sự sống. Chúng con khiêm tốn này xin Chúa an ủi các con cái Chúa đây trong lúc buồn phiền vì mất mát đi người thân yêu nhất. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phaolô vào vương quốc vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin quý ông bà và anh chị em ngồi lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1. Bài trích sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui. Vì chưng tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi cũng được Chúa dời đi nơi khác, và họ được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, và tình dục làm điên đảo tâm hồn trong sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời gian, thời giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của người, tỏ lòng từ bi đối với các ngài, và đoái nhìn đến những kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cũng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này là con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết vì Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ sống cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Phùng âm của Chúa. Xin quý ông bà và anh chị em ngồi. Trước tiên, một lần nữa tôi xin đại diện cho giáo xứ Thánh Anna, Cộng đoàn Thánh Giuse chia buồn với bà quả phụ Trust cũng như các anh chị em trong đại gia đình của linh hồn Phaolô hiện diện nơi đây, để dâng ông Phaolô thập lên Chúa trong ngày lễ an táng này. Tôi cũng chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em, những người thân quen các hội đoàn trong giáo xứ có dịp tới thăm viếng cùng với gia đình ngày thứ năm lễ, cũng như là nghi thức làm phép quan tài, dâng cụ lên cầu nguyện sửa soạn cho trong nghi lễ ở nhà quan cũng như trong ngôi thánh đường này, trong thánh lễ rất sốt sáng cũng như hiệp dâng
với em bé Giuse lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như những người thân trong cộng đoàn giáo xứ đã ra đi trước chúng ta. Gia đình cũng hiện diện, cũng như quý ông bà và anh chị em tới thăm viếng ngày thứ sáu hôm qua từ 10 giờ cho tới 5-6 giờ chiều, cũng như ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em hiện diện trong ngôi thánh đường này. Trong mùa đại dịch, rất nhiều những quy luật mà chúng ta cần phải tuân giữ để thứ nhất chúng ta cùng với nhau là luật Chúa mến Chúa yêu người như mỗi người chúng ta. Chúng ta không muốn con vi khuẩn này tiếp tục gây sự gọi là hại tới những người khác. Tình yêu với nhau chúng ta có thể là cùng hy sinh, cũng như vì tình yêu chúng ta gìn giữ sức khỏe cộng đồng cho nhau. Trong bài tin mừng cũng như hai bài đọc mà gia đình đã chọn để chia sẻ với chúng ta trong thánh lễ này. Thứ nhất, gia đình đã chọn bài cũng như sách Khôn Ngoan chia sẻ với chúng ta. Người được Chúa gọi về tuy trẻ hoặc già đều là được những ơn lành Chúa ban trong những gì họ đã làm, cũng như lòng tin mến của họ với Thiên Chúa. Người già có cái ơn được sống lâu để chia sẻ những tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Ông cụ Phaolô thập đây cũng vậy, được 88 năm Chúa ban tặng, nhưng trong 88 năm mà Chúa ban tặng cho ông cuộc sống của con người, ông đã trải qua rất khó khăn, nhiều thử thách. Tuy những thử thách ông đã gặp phải đã cho ông một cái opportunity, những cái cơ hội để ông làm sáng danh Chúa. Qua 88 năm trong cuộc sống, sự khôn ngoan của ông là lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Những gì ông đã tham gia trong đất nước của chúng ta, cũng như trong vấn đề đời sống gia đình, cũng như trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, cũng như với giáo hội. Thật là một niềm vui khi chúng ta biết được trong cuộc sống ông khi còn nhỏ thì đã bị gia đình cũng như bố mẹ chết sớm, là người con út. Ông đã cùng sống với người chị là bảo lãnh để nuôi dưỡng ông. Rồi khi lên tới khi lập gia đình, ông đã tìm kiếm được tình yêu, biết được Chúa, cũng như làm một việc mà trong đời của ông luôn vui, không khi nào mà cảm thấy là mình làm việc đó là không đúng, là biết được con đường Chúa Kitô. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ông đã cùng với gia đình để rửa tội, gia nhập vào giáo hội Công giáo với bốn người con thân yêu của ông. Sau đó, qua nhiều cuộc di tản từ nơi này tới nơi khác, lòng tin của ông vẫn tiếp nối vì tình yêu yêu nước, đất nước của chúng ta. Ông đã phải đi tù không những trong thời đệ nhất, cũng như là trong thời sau này, là ông cũng đã phải nếm thử tất cả những sự khó khăn. Nhưng những sự khó khăn đó, ông lại tìm được niềm vui thật sự trong niềm tin của người Kitô hữu. Bài đọc 2 chúng ta nghe qua gia đình cũng chia sẻ với chúng ta. Khi chúng ta trở thành con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, chúng ta đã cùng đau khổ, cùng chết với Chúa, cùng sống lại với Chúa qua sự phục sinh của Ngài. Nên vì vậy, ông đã trong cuộc sống của ông khi lãnh nhận chiếc áo qua ngày rửa tội trong trắng đó, chiếc áo của Chúa Kitô mà đã được mặc trên ông trong cuộc sống 88 năm của ông, đã chứng kiến rằng
qua bài tin mừng chúng ta nghe qua hôm nay của Thánh Luca. Hãy thắt lưng cũng như sửa soạn là người đầy tớ trung tín của Chúa, lúc nào cũng có sự sửa soạn sẵn sàng khi chủ về sau tiệc cưới, canh một, canh hai, canh ba, khi chủ về thấy người đầy tớ luôn tỉnh thức, luôn sửa soạn thì sẽ được mời vào bàn tiệc nước trời thật đặc biệt. Chúa đã làm ngày hôm nay cho ông, mời ông tham dự trong buổi tiệc thánh lễ này, cũng như nước trời được mở rộng. Quý ông bà và anh chị em thấy những tuần vừa qua rất nóng cũng như rất khó khăn, rồi cháy rừng, cháy đất, cháy đủ thứ, rồi cũng như khó khăn. Nhưng những cơn mưa đã xuống ngày hôm nay trong buổi sáng, không biết quý ông bà và anh chị em có để ý không, sáng nay tôi dậy sớm rồi suy niệm trong những lời của Chúa cũng như cầu nguyện đặc biệt cho gia đình, cho những người thân yêu, thì tôi thấy trời ơi, buổi sáng thật tuyệt vời, đúng là Chúa tiếp dẫn ông cũng như đưa ông tới nơi không còn sự đau khổ, sự khó khăn, không phải lời than phiền như tôi nói tới với ông, thăm ông ở khi ông còn nằm trong giường không ra khỏi, rồi hoặc là khi ở phòng khách nhà ông, tôi luôn luôn lúc nào cũng cảm nhận được là ông được Chúa yêu mến rất đặc biệt. Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với gia đình nỗi mất mát đi người thân yêu. Nhưng chúng ta nhìn lại quá khứ, người thân yêu của chúng ta đây, chúng ta phải cảm nhận rằng chúng ta rất hãnh diện là con cái Chúa, rất hãnh diện là người con, người cháu của ông, rất hãnh diện qua cuộc sống gương mẫu mà ông đã để lại. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em cùng tôi đứng để dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đứng đã cho con Ngài sống lại từ cõi chết. Xin Ngài ban cho những người quá cố được sự sống mới trong Đức Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho những ai tin và chịu phép rửa. Xin thương đến linh hồn Phao-lô khi còn sống đã tin vào Chúa và đã được chịu phép rửa. Xin dẫn đưa linh hồn này vào hiệp đoàn với các thánh trong cõi trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an ủi những người khóc lóc và lau khô lệ sầu của gia đình Lazaro. Xin thương an ủi những ai đang buồn sầu than khóc vì phải xa lìa người thân yêu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cầu xin cho những người đã chết trong hy vọng được sống lại. Xin cho linh hồn Phao-lô được hưởng ánh sáng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã vì thương mến, thăm hỏi, xin lễ, cầu nguyện và nhất là hiện diện trong thánh lễ này để cầu nguyện cho linh hồn Phao-lô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống. Xin nhậm lời chúng con nguyện cầu mà tha thứ mọi tội lỗi cho linh hồn Phao-lô và mọi người đã qua đời. Xin cho được hưởng ơn cứu độ trường sinh trong nước Chúa, nơi Chúa hàng sông và hiền chi muôn đời.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho Phao-lô được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, Phao-lô đã vững tin Đức Giê-xu con Chúa là vị cứu tinh nhân hậu. Thì giờ đây, xin Chúa cho Phao-lô được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung, Người hàng sông và hiền chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hiệu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần và thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, vì với lời Chúa khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Paulo thập mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, Thánh Anna, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người rơi, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Chúa. Trong khi rước lễ, xin quý ông bà và anh chị em, những ai đi lễ thường xuyên trong mùa đại dịch biết là chúng ta lên hai bên cạnh. Rồi trước khi quý ông bà và anh chị em lên rước mình Thánh Chúa thì có cái khử trùng tay, rồi sanitize, rồi lên trên này thì hãy bỏ tay ra như vậy để cho người minister, linh mục hoặc các sư bỏ mình Thánh trên tay của quý ông bà và anh chị em. Một tay cầm mình Thánh, một tay lấy khẩu trang xuống rước mình Thánh, rồi bỏ trở lại. Rồi chúng ta về lối giữa này. Xin quý ông bà và anh chị em nhớ khoảng cách 6 feet để chúng ta cố gắng đi cho nó được đúng. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
Lạy Chúa, Đức Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích thánh thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người anh Phao-lô của chúng con là tín hữu mà chúng con đã dâng được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, con xin được một chia sẻ một thông báo. Quan tài của ông Phao-lô Phạm Tấn Phá Thập sẽ được đưa về và chôn tại nghĩa trang Mountain View. Thưa quý vị, nghĩa tử là nghĩa tận. Xin mời quý vị đến tham dự và chia sẻ với tang quyến để tiễn ông Phao-lô Phạm Tấn Thập một lần cuối cùng. Chúng ta có thể đi riêng hoặc đi chung với tang quyến và quan tài. Những ai mà chọn đi chung với tang quyến và quan tài thì chúng ta sẽ có 3 cảnh sát viên giúp chúng ta trên đường tới nghĩa trang. Thì mời quý vị mở đèn emergency lên và rồi đi theo. Cảm ơn quý vị. Và giờ đây tôi xin được mời một vị đại diện của tang quyến để lên để có ngỏ lời cảm ơn với tất cả quý vị. Trong tâm tình cảm mến tri ân, thay mặt thân mẫu và toàn thể tang quyến gia đình, chúng con xin chân thành cảm tạ Linh Mục Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, quý thầy, quý sơ, dòng mến thánh giá Gò Vấp, quý ban đại diện và các ban ngành đoàn thể, hội đồng mục vụ, cộng đoàn thánh Du Xe, hội thánh linh, hội con Đức Mẹ, hội con thánh cả Du Xe, ca đoàn, các thánh tử đạo Việt Nam, ban thông tin, ban bác ái xã hội, ban ẩm thực, giáo khu, ban giáo lý đức tin, ban giúp lễ, quý ca đoàn, đoàn thiếu nhi thánh thể Teresa, hài đồng Giêsu, trường Việt ngữ Lê Bảo Tịnh, hội võ thuật, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã cầu nguyện, thăm viếng, xin lễ, vòng hoa, an ủi qua mọi hình thức, tham dự các nghi thức, các thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa người thân yêu của gia đình chúng con. Phao-lô Phạm Tấn Thập đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse trả công bầu hậu cho quý cha và toàn thể quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị niệm tình tha thứ. Con xin gia đình mời gia đình đứng lên vài giây. Tang gia đồng cảm tạ. Xin cảm ơn. Con cũng xin được đại diện cho giáo sư Thánh Anna ở cộng đoàn Thánh Giuse chân thành cảm ơn anh Thông, chị Vi. Cứ thứ sáu nào cũng vậy, tôi làm ở văn phòng, anh chị đi làm về cực nhọc, lại ghé qua văn phòng để in tờ hiệp nhất. Vì trong cộng đoàn của chúng ta không có nhân lực, nên vì vậy mỗi người giúp một chút là một vấn đề rất quan trọng. Nên quý ông bà và anh chị em, những ai đi tham dự các thánh lễ mà Việt Nam của chúng ta có tờ hiệp nhất, đó anh Thông với chị Vi là người chuyên môn, lúc nào con nhỏ tội nghiệp mà tôi là ở văn phòng, tôi lúc nào cũng vậy, cứ anh chị tới tôi mừng lắm nên muốn nói chuyện này tại để đặc biệt cảm ơn gia đình. Thứ hai, tôi cũng muốn cảm ơn anh Phúc, chị Châu involve rất nhiều trong mọi hoạt động. Chờ lớp giáo lý mới xong đây mà lần đầu tiên chúng ta lo vấn đề giáo lý thâm sức,
thấy anh cũng như vật lộn rồi tìm phương tiện để đưa những người giảng viên đi học thêm rồi đủ thứ hết. Nên vì vậy nên những gì mà chúng ta nói ra đây không thể hết được, nhưng Chúa biết hết tất cả những gì. Vì nhờ được những sự công tác mà con yêu dấu của ông Phaolô đây mà cộng đoàn chúng ta có được nhiều những sinh hoạt, những chương trình này, chương trình kia. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em thấy thứ năm bao nhiêu đại diện các hội đoàn này, hội đoàn kia, chỉ nhờ được sự hy sinh, những việc đó chúng ta làm không công, mà lại người này nói ra, người kia nói vô, tôi đây cũng rụt hết tóc rồi, mới về đây có mấy năm trời, mười mấy năm trời mà nghe qua cũng như mà chỉ vì Chúa thôi. Chúng ta làm tất cả là vì Chúa, chân thành cảm ơn gia đình, cũng như xin Chúa thấy Chúa mở cửa nước trời để chào đón người thân yêu, người cha, người ông, cũng như người rất đắc lực là luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ cộng đoàn giáo xứ cách đặc biệt. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng có nghi thức tiến đưa sau thánh lễ này. Anh chị em thân mến, người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Đức Kitô với niềm tin và hy vọng cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện phó thác người thân yêu này vào lòng từ bi của Chúa chúng ta. Ông Phaolô Phạm Tấn Thập đã trở nên con cái Chúa qua bí tích rửa tội và đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân này vào bàn tiệc con cái người trong gia nghiệp lời hứa của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp ông Phaolô thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô ngày ngày lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Xin các thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các thiên thần đến đón tiếp tôi tớ Chúa. Xin đón nhận linh hồn Phaolô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tớ Chúa mà Chúa Kitô đã gọi được đến với người. Xin thiên thần Chúa đến đưa tới bên tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn Phaolô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng Chúa chiếu rọi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn Phaolô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Cha chúng con ở trên trời, quý ông bà và anh chị em biết nghi thức trong lúc này chúng ta có dâng hương để dâng linh hồn lên thiên quốc, nhưng trong mùa đại dịch họ không cho chúng ta dùng hương, sợ họ ho rồi này kia, nên Chúa biết Chúa sẽ hương thơm đặc biệt của các mùi hoa này sẽ dâng linh hồn Phaolô lên cho Chúa. Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người, vì Chúa xuống thế, Chúa chữa chúng con, vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu, Chúa chữa chúng con, vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây thánh giá, Chúa chữa chúng con, vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu tang sang, Chúa chữa chúng con,
vì Đức Chúa Giêsu sống lại. Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Đến ngày phán xét, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Phao-lô cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi mà nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Thần Chúa đến đưa linh hồn Phao-lô vào thiên cung. Xin các thánh từ đạo đón tiếp vào thành thánh Jerusalem vinh cửu. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời. Giờ đây chúng ta cùng gia đình đưa linh hồn Phao-lô tới nơi an nghỉ cuối cùng.